Chết, xin cảm ơn ông tham gia cuộc trao đổi về kênh truyền VV. Trong 6 tháng đầu năm thì tại Thanh Hóa đã bộ chi gần 400 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế, trong đó có nhiều tình trạng liên quan đến việc lạm dụng cũng như trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Vậy thì tại sao sau rất nhiều điều chỉnh trong việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế thì tình trạng này vẫn tiếp tục gia tăng thưa ông? Vâng, trước hết thì cũng phải nói là cái tình trạng bộ chi quỹ bảo hiểm y tế thì nó có nhiều nguyên nhân. Ngoài việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế thì thực hiện cái quy định thông tuyến cũng là một trong những cái mà tăng cái khả năng tiếp cận, rồi cái tần suất khám chữa bệnh cũng cao lên. Và trong số cái tiền hơn 3.000 tỷ mà gọi là vượt chi so với cái quỹ khám chữa bệnh hiện có thì của 6 tháng đầu năm đó, thì một trong những nguyên nhân nữa đó là cái tình trạng lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế như anh vừa nói. Thế thì cái đó là nguyên nhân thì nó có nhiều, nhưng chúng tôi cũng đánh giá là một trong những nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng gọi là tạo ra cái tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ này, đó là một phần cũng là do cái chính sách. Thứ nhất đó là vấn đề khi mà gia tăng cái giá dịch vụ y tế và lại kết cấu cả cái phần tiền lương, tiền phụ cấp phẫu thuật vào nữa, thì các cơ sở có xu thế là cung ứng nhiều dịch vụ y tế hơn, và cái việc cung ứng đó đôi khi là không cần thiết. Rồi cái thông tuyến cũng tạo nên, cái chính sách thông tuyến cũng tạo nên cái lạm dụng của từ phía bệnh nhân cũng như là cơ sở khám chữa bệnh. Và một trong những yếu tố nữa đó cũng chúng tôi cũng phải nói thẳng, đó là liên quan đến công tác quản lý giám sát chi phí khám chữa bệnh. Vâng, Thanh Hóa chỉ là một địa phương điển hình trong việc bộ chi quỹ bảo hiểm y tế. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì có tới 37 tỉnh thành đã bộ chi tổng cộng hơn 3.400 tỷ đồng quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó việc lạm dụng cũng như trục lợi quỹ bảo hiểm y tế đã góp phần làm gia tăng bộ chi quỹ này. Vậy theo ông, đâu là những bất cập còn tồn tại trong việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiện nay? Cái bất cập hiện nay đó là chúng ta chưa có được về phía ngành y tế thì chưa ban hành được những cái quy trình hướng dẫn điều trị gọi là chuẩn để mà các cơ sở tuân theo, và cũng đấy là cái công cụ để mà cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cái giám sát. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là đối với bệnh tăng huyết áp, đối với bệnh tiểu đường thì chúng ta làm những cái xét nghiệm như thế nào, sử dụng thuốc như thế nào, thì hiện nay là chúng ta chưa có được một cái thống nhất chung và ban hành chung, và nhiều loại bệnh khác nữa chúng ta chưa được có được những cái đó, và chính vì vậy mà cái công cụ giám sát chúng ta cũng chưa có. Cái thứ hai nữa là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, thì như tôi đã nói là trong thời gian tới thì chúng tôi đã hiện tại thì đã hoàn thành cơ bản cái phần mềm giám định điện tử và cũng đã liên thông được dữ liệu từ cơ sở khám chữa bệnh đến đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, và cái việc này trước đây là chúng ta cũng chưa làm được. Vâng, những hành vi vi phạm liên quan đến bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng cho thấy chúng ta vẫn chưa có những biện pháp xử lý đủ mạnh mẽ. Vậy thì theo ông, trong thời gian tới chúng ta cần có thêm chế tài xử lý như thế nào? Vâng, đúng là trong thời gian qua thì cái việc mà xử lý những cái tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế hiện nay, và cũng thực sự là trong thời gian qua là mới dừng nhiều ở cái mức độ là phát hiện ra sai sót thì không thanh toán, hoặc là từ chối thanh toán, hoặc là xuất toán. Chứ chưa có những cái biện pháp mạnh mẽ liên quan đến cái việc xử phạt. Mặc dù là chính phủ thì cũng đã có cái nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực vi phạm về y tế, về bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng thấy là trong những năm qua thì có một vài trường hợp đã được xử lý gọi là về vi phạm mang tính hình sự. Ví dụ chẳng hạn cái vụ việc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế xảy ra ở Chỗ Rẫy năm 2010-11, hoặc là ở Hoài Đức, hoặc là ở Hải Phòng trong năm 2014 thì có đã xử lý hình sự. Thế còn lại những cái lạm dụng mà mình vẫn nói là lạm dụng, tức là kê quá những cái hoặc là chỉ định quá mức cần thiết đó, thì hiện nay đang dừng lại ở mức gọi là xuất toán, và chúng ta cần có những cái chế tài nó mạnh mẽ hơn. Và cũng phải nói là hiện tại thì chính phủ cũng mới giao cho cơ quan bảo hiểm xã hội việc thanh tra về đóng, thu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chứ chưa giao cho cái chức năng xử phạt. Cho nên phát hiện những cái sai sót đó, muốn xử phạt được thì cơ quan bảo hiểm xã hội lại phải kiến nghị lên các cơ quan chức năng khác như là thanh tra hay là cơ quan điều tra, công an. Nếu mà cơ quan bảo hiểm xã hội mà lại có được cái chức năng gọi là xử phạt ngay, ví dụ chẳng hạn ngoài cái việc tôi không đồng ý thanh toán với cái chi phí mà anh lạm dụng, thì chúng ta còn có thể từ chối, còn có thể xử phạt thêm, và thậm chí là không hợp đồng với cơ quan bảo hiểm, với bệnh viện đó nữa, thì rõ ràng là cái tính răn đe nó sẽ mạnh hơn. Vâng, bên cạnh những chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với những hành vi vi phạm liên quan đến bảo hiểm y tế, thì theo ông chúng ta cần triển khai thêm những giải pháp gì để
quỹ này đảm bảo cân đối thu chi, tránh nguy cơ vỡ quỹ như nhiều người vẫn đang lo ngại? Trước hết là để đảm bảo cái cân đối thu chi quỹ thì bằng y tế như hiện nay, để tránh cái tình trạng gọi là vượt chi ngoài cái kế hoạch dữ liệu của chúng ta, thì trước hết là cái khâu quản lý chúng ta phải tăng cường hiệu quả trong cái việc sử dụng quỹ. Thế còn ai sử dụng quỹ thì rõ ràng là hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh là người sử dụng quỹ, ngành y tế đang là người sử dụng quỹ bằng y tế. Do vậy là trước hết các cơ sở khám chữa bệnh và ngành y tế phải hiểu được là chúng ta đang rất thiếu về nguồn kinh phí và chúng ta phải sử dụng làm sao cho nó hiệu quả. Rồi về phía cơ quan bảo hiểm xã hội, chắc chắn là đơn vị được giao quản lý quỹ phải tăng cường thêm về ứng dụng công nghệ thông tin. Và như tôi đã nói là chúng tôi sẽ làm quyết liệt cái việc này trong năm, từ năm 2017. Cuối năm 2016 thì chúng tôi sẽ triển khai bắt đầu cái phần mềm và sẽ tích cực quyết liệt để triển khai trong những năm tiếp theo. Và người dân nữa là cũng phải tham gia cái việc giám sát cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội, cùng với ngành y tế giám sát cái việc lạm dụng trục lợi quỹ, bởi chính cái quỹ đó là quỹ của mình, cho nên là mình phải tham gia giám sát, phát hiện những cái hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế thì cũng phản ánh với cơ quan bảo hiểm xã hội, phản ánh với những cơ quan chức năng để mà cùng xử lý. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ.